Gần đây, hình ảnh hàng loạt cây xanh trên khắp thủ đô Hà Nội bị các gông sắt siết chặt, có cây còn bị đóng đinh khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, những cây xanh này đều đang trong giai đoạn phát triển, nhưng phần lớn bị biến dạng vì gông cùm. Cụ thể, tình trạng cây bị bức tử, chết khô được ghi nhận rộng rãi trên phố Triệu Việt Vương, Lê Đại Hành, Thể Giao, Ngô Quyền. Được biết, những giá đỡ thép này trước đó được sử dụng để cố định những cây mới trồng, nhưng sau nhiều năm, cây bắt đầu phát triển thì những vòng sắt bao quanh thân vẫn chưa được tháo dỡ. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh trưởng của cây. Trước sự bức xúc của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã lập tức chỉ đạo các đơn vị duy trì, quản lý cây xanh kiểm tra, tiến hành nới lỏng hoặc tháo dỡ các bộ gông, khung sắt cho các cây đã đủ thời gian chống đỡ, chuyển sang chống đỡ cho các cây xanh khác nếu cần.